Làm dễ. Chào các bạn nha. Để nói Đồng Tháp chạy từ Đồng Tháp đổ đường lên đây. Mình vừa làm xong chiếc xe quay GTX, độ một cái đuôi đèn hậu cực chất đó. Luôn của một anh trai ở Đồng Tháp nha các bạn. Đó, rất là đẹp luôn ha. Đó, OLED này đặc biệt hơn là có hai bóng OLED các bạn. Thường cái mẫu này chỉ có một bóng thôi, nhưng mà mình đã thêm một bóng nữa nâng cấp lên. Rất là chất luôn ha, ở ngoài rất là đẹp các bạn. Hiện tại đang số N. Có thể đang đổi màu nữa, mình không gây nhàm chán nhưng mà rất là đẹp. Rồi, hiện tại đang là N. Có đang đổi màu thì dịp số các bạn nha. Rồi, số 1 em ơi. Số 1 ra màu vàng chanh nè các bạn, để mình chỉnh đồ tối một xíu để quay cho nó thấy rõ hơn các bạn nha. Số 1 nè các bạn. Rồi, số 2 em ơi. Số 2 màu tím hồng cánh sen nè các bạn. Đó. Đẹp ở ngoài, đẹp luôn, quá đẹp luôn. Rồi, số 3 đi em. Số 3 màu xanh xanh ngọc nè các bạn ha. Rồi, số 4 em. Số 4 màu đỏ các bạn. Rồi, xin nhanh em ơi. Cái độ nhan này các bạn, nó nhan đổi thành màu vàng ha. Ở ngoài rất rõ nha các bạn, tại vì mình quay video mình chỉnh độ tối xuống một tí xíu để quay cho thấy rõ hơn ha. Rồi, ok. Rồi em ơi, em nhấp số lên đi em, nhấp số xuống đi, số 3. Đó, ok, tuyệt vời các bạn ha. Đó, cái đèn biển số nè các bạn, đây nè cũng có màu đỏ đó nha các bạn nha, nghĩa là làm lộn sâu màu luôn á. Rồi nhấp số lại đi em. Bóp thắng rồi, đây là màu xanh ngọc rồi nè, đây là biển số xanh ngọc rồi nè. Rồi, ok. Bóp thắng nhé F1 các bạn ha. Bóp thắng nhé F1. Đó, đèn biển số này cũng đổi màu theo nhịp số luôn các bạn nha. Đổi màu luôn, tối sáng lắm nha. Rồi, em nhấp lại tiếp. Ok, tuyệt vời. Tuyệt vời luôn ha. Đó, đuôi đèn hậu cực kỳ chất luôn các bạn. Đó, ok, xe chưa biết lấy biển số luôn các bạn nha. Đây là chiếc quay 2020 các bạn nha. Quay 2020 luôn ha. Đó, rất là đẹp luôn. Có bạn nào làm xin liên hệ cửa hàng mình ha. 234 đường Bình Long, quận Tân Phú nha. Rồi, điện số điện thoại mình luôn ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ quay đằng trên. Đó. Chiếc quay 2020 thì không có công tắc nên mình sẽ làm công tắc tắt mở đèn các bạn ha. Mình mở pha lên cái này nói, bạn thấy dấu hiệu pha không? Tắt pha nè, nó tắt mở đèn luôn nè. Bảo hành cho các bạn là 1 năm. Bộ LED Audi trên nè các bạn. Rồi, mở đèn số mù em, mở đèn số mù. Ok. Rồi, nhấp số em. À, số 1 nè các bạn, số 1 nè. Đây số mấy em? Số 2. Đó, số 3 em ơi. Số 4 em. Rồi, ok, quá đẹp luôn các bạn. Rồi, nhấp số lại luôn. Đó, bộ LED Audi đằng trước là giảm mất cú các bạn nha. Ok. Bảo hành cho các bạn là 3 năm luôn khi lắp đặt tại cửa hàng mình. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cảm ơn rất là nhiều ha. Quá trời đẹp luôn.